tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng nay đồng chí Raúl Castro, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Raúl Castro sang thăm chính thức Việt Nam và cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel khởi xướng, thiết lập cách đây 50 năm, thực sự là mối quan hệ trong sáng, thủy chung, mẫu mực của quan hệ giữa hai dân tộc có chung lý tưởng cách mạng mà các thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm tiếp tục vun đắp. Đồng chí Raúl Castro bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, thông báo kết quả hội đàm tốt đẹp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuộc hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, hai bên đã nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, mở rộng nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên. Đồng chí Raúl Castro chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và cho rằng Việt Nam đã thực hiện được lòng mong mỏi lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuba luôn luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và sẵn sàng là cầu nối giúp Việt Nam mở rộng quan hệ hơn nữa trong khu vực Mỹ Latin. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhân dân Việt Nam đánh giá cao và luôn trân trọng ghi nhớ những tình cảm hữu nghị, đoàn kết, sự ủng hộ vô tư trong sáng trước sau như một mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh trước đây vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam, Cuba có rất nhiều cơ hội to lớn để hợp tác, phối hợp hành động và trao đổi kinh nghiệm học tập nhau về nhiều mặt vì lợi ích chung của hai bên, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng như xây dựng, giao thông, công nghệ sinh học, giáo dục, y tế và nông nghiệp. Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Cuba và Việt Nam tìm hiểu thị trường và kinh doanh ở Việt Nam. Về quan hệ giữa hai quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn của quốc hội như hợp tác trong công tác giám sát và lập pháp cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba ngày càng phát triển. Trước đó, đồng chí Raúl Castro đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Raúl Castro cũng tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.